bắt đầu từ giữa tháng 4 năm 2023 nông dân trên địa bàn tỉnh Long An sẽ bước vào giao sản được một vụ lúa hè thu năm 2023. Theo đó ngành nông nghiệp khuyến cáo nông dân chọn cơ cấu giống lúa phù hợp mùa vụ, trong đó ưu tiên sản xuất các giống lúa đặc sản chất lượng cao để xuất khẩu. Ngoài ra nông dân cần lựa chọn giống lúa theo đề xuất của doanh nghiệp, thương lái thu mua trong dùng nguyên liệu liên kết sản xuất để đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu. Đồng thời Cần chú ý tới các giống phù hợp với diễn biến nguồn nước, tình hình hạn, xâm nhập mặn, phèn, các giống lúa chống chịu với trời nâu, bệnh trái lá, cháy bìa lá và giống có độ cứng cây để hạn chế đổ ngã. Theo đó, các giống lúa chủ lực gồm nhóm lúa thơm đặc sản như nàng qua chính RVT, ST24, ST25, VD20 chiếm tỷ lệ 15-25%, nhóm lúa nếp chiếm tỷ lệ 25-35%, nhóm lúa chất lượng cao như đài thơm 8, OM5451, OM4900 chiếm tỷ lệ 40%. Nhóm chất lượng trung bình như IR50404, OM1352 giảm xuống còn khoảng 5%. Ngoài ra, ngành nông nghiệp cũng khuyến cáo người dân sử dụng giống xác nhận, giảm lượng giống gieo xạ xuống còn từ 80 đến 100 kg trên 1 hectare để giảm chi phí sản xuất. <laughs>